Trời đất nào giúp bạn? Bạn mà kêu trời trách đất, bạn mà kêu được thì mọi người kêu kêu hộ bạn rồi, mọi người kêu hết rồi, kêu cái gì? Bạn mà kêu được thì người ta mất công, người ta đi học làm gì? Người ta mất công, người ta phải va chạm làm gì? Người ta rút ra kinh nghiệm làm gì? Nếu mà bạn mà kêu được thì có ai dạy ai trên cuộc đời? Làm gì sinh ra thầy giáo cô giáo? Cha mẹ làm gì phải dạy con cái làm gì? Bạn mà kêu được thì thôi bạn ở nhà bạn kêu đi, bạn đi học làm gì? Kiếm tiền làm gì? Bạn cứ kêu đi, bạn kêu được cái gì bạn cứ kêu đi, đi kiếm tiền làm gì? Thiếu tiền thì kêu trời ném cho cục tiền xuống nhà mà tiêu. Kêu cái gì? Thế do ai? Do ai? Bạn nhớ đấy. Thế nên mình mới nói với bạn là thế này này, bạn đừng bao giờ bạn nghĩ, bạn đừng bao giờ bạn nghĩ nếu như bạn là cái người một chiều, bạn là cái người quá tốt thì bạn đừng bao giờ bạn nghĩ bạn là cái người có phúc. À, không phải như vậy. Bạn nhớ nhé, không phải như vậy. Cái người mà có phúc ấy là cái người người ta rất là hợp lý. Người ta biết thế nào là thế nào. Người ta biết tiến, biết lùi, biết cư xử, biết cái lúc nào làm cái gì nó là tốt nhất, nó là hợp lý nhất. Chứ không phải người ta theo cái kiểu một chiều, không phải cái tư duy, cái suy nghĩ của người ta là theo cái kiểu như là theo cái số đông, theo cái phong trào. Người ta có cái nhìn nhận của người ta chứ. Đúng không? Bạn cứ nghĩ đi. Có nhiều người mình nói thực ra có nhiều bạn, bạn cũng chẳng qua là bạn kém đi cái nhìn nhận thôi. Chứ còn bạn nếu như bạn mà có thêm những cái nhìn nhận ấy thì chắc chắn là cái cuộc sống sẽ là rất là tốt. Sẽ rất là ok. Mình nói một cái người mà người ta có cái nhìn nhận ấy, chả cần người ta có nhiều tiền đâu. Không cần. Cứ có cái nhìn nhận là đã là sướng rồi. Đã có cái hiểu biết là đã là sướng rồi. Đã có một cái gì nó hạnh phúc rồi. Mà mình nói bạn mà cái nhìn nhận của bạn không có, bạn có nhiều tiền bạn chả hạnh phúc đâu mà. Bạn mà không có cái hiểu biết, bạn chả có cái gì làm cho bạn hạnh phúc được. Bất cứ một cái gì không thể hạnh phúc được. Bởi vì nếu bạn là cái người có hiểu biết thì bạn sẽ biết, bạn sẽ hiểu được một cái điều là như này. Tất cả cái gì nó làm cho bạn sướng, đằng sau nó sẽ làm cho bạn khổ. Đấy, nếu bạn là cái người hiểu biết thì bạn phải hiểu, bạn phải nhìn ra cái điều đó. Tất cả những cái gì làm cho bạn sướng, nó sẽ làm cho bạn khổ. Cái gì mà làm cho bạn thích sẽ làm cho bạn chán. Mà thích càng nhiều thì chán càng càng nhiều, thậm chí là chán ghét. À, các bạn nhớ đấy. Nó là như vậy. Cái gì đến nó sẽ phải đi. Đến là phải đi. Bạn để ý đi. Khi bạn nhìn nhận ra bạn sẽ thấy mọi cái thứ nó chỉ thế thôi. Ừ, trông vậy thôi, nó chỉ thế thôi. Chả có cái gì là cái gì, nó là mãi mãi, nó là cái gì, nó chỉ là thoáng qua thôi. Nó tưởng chừng như là rất cần hôm nay, tưởng chừng như là rất cần ngày mai biến đổi luôn, ngày mai biến đổi liền. Tự dưng hôm nay bảo là đang rất cần nhưng ngày mai lại không cần một tí gì. Bạn đang muốn, rất muốn cái thứ này, ngày mai hết muốn liền, mà chẳng cần phải ngày mai, một chốc một nhát là bạn khác liền, thay đổi liền. Bạn đi đi, bạn cứ để đi. Bây giờ bạn nhé, bây giờ mình nói là thế này này, bây giờ bạn đang rất là muốn ăn một cái thứ này, đúng không? Bạn muốn ăn ăn cái gì đó, bạn muốn lắm, bạn thèm lắm, thì bạn ăn, đúng không? Bạn ăn xong cái
cho bạn ăn nữa bạn có ăn được không? Ăn nó nê rồi cái thứ đó rồi, ăn chán gì rồi, cho bạn ăn nữa bạn có ăn không? Ừ, tự dưng ăn xong là chán là hết thèm nữa còn gì nữa, nó biến đi đâu hết đấy còn gì nữa, cái miếng ăn nó chui qua cổ họng là nó hết hết cái vị ngon, cảm giác bình thường liền còn gì nữa, thế còn thèm nữa đâu. Thế mà cái lúc đó là cứ thèm, hay là bạn đang khát thì bạn chỉ nghĩ đến nước thôi chẳng hạn, nhưng bạn uống nước xong rồi bạn đâu có nghĩ đến nước nữa đâu. Lúc đấy tự dưng cảm giác như là kiểu bạc bẽo ấy, nhìn thấy nước cảm thấy là chả thèm để ý nữa, đâu có muốn đâu, đâu có thèm đâu, không muốn không thèm đâu có để ý đâu, mặc cái gì thì nó làm cho không muốn không thèm đáp ứng đầy đủ rồi thì còn muốn còn thèm cái gì nữa, đúng không? Cứ cái gì mà đầy đủ, cái gì mà đáp ứng là lập tức không muốn không thèm nữa. Bạn muốn đi chơi gì? Chưa được đi chơi thì rất là muốn đi chơi. Đi chơi rồi có chán không? Chán quá còn gì nữa. Nhiều trường hợp là chưa đến thì chưa chơi được là muốn đi về. Không muốn chưa được, chưa muốn, chưa có, chưa được đáp ứng thì rất là muốn. Nhưng mà được đáp ứng rồi đi đâu hết, mất cảm xúc tụt liền. Rất nhiều trường hợp nó là vậy đấy bạn, nó là vậy đây, bạn cứ để đi, nó là vậy đây. Trong tất cả những cái cuộc chơi cuộc vui của các bạn ấy, bạn đi đây đi kia bạn chơi ok, nó chỉ kéo dài được vài tiếng, nhưng mà chơi xong đi, chơi xong đi chơi về bạn thấy nhiều khi bạn còn sợ cuộc chơi, chán ghét, còn thấy mệt mỏi, cảm thấy không thích một tí gì, chả đem lại cái gì, rất là ngắn ngủi mà lại rất mệt mỏi, vừa tốn sức khỏe, tốn thời gian, tốn tiền bạc, về lại còn không vui. Bạn cứ để ý đi, nó là như vậy. Khi chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái điều đó còn gì nữa, chứ có cái gì đâu. À thế mà cứ không có, chưa được đáp ứng thì cứ háo hức, nhưng đáp ứng xong rồi lại cuối cùng lại thế. Đói thì muốn ăn, ăn no rồi tự dưng lại chả bao giờ nghĩ đến thức ăn nữa. Hay bạn bạn yêu đương cũng vậy thôi, yêu đương thì chỉ phút đầu thì có cái gì đâu, thời gian đầu thì nhớ đến nhau, nghĩ đến nhau, nghĩ đến nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, thì nghĩ đến cái lời nói, giọng nói của nhau, đủ các kiểu những cái ấn tượng, chỉ bắt đầu thôi, nghĩ đến cái nắm tay nhau thế này thế nọ, chỉ bắt đầu thôi chứ có cái gì. Cái đó nó qua, bạn cứ đạt được đến cái trạng thái gì nó sẽ qua. Bạn khao khát bạn nắm tay người ta ấy. Khi bạn nắm tay ấy, ok, chỉ có bắt đầu thôi, càng ngày nó càng nhạt, nó biến mất mà, được đáp ứng mà biến mất, đúng không? Rồi là cái nụ hôn đầu thì cũng nhớ đúng không, nhưng mà xong nó lại biến mất. Bạn cứ nhớ đấy, biến mất. Sau đó bạn cứ đạt được cái gì, cứ đạt được cái gì là nó sẽ biến mất dần 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 dần. Đấy, nhiều khi nó là cái, mình nói nha, tất cả những cái được nó lại là cái trừ. Tất cả những cái được nó lại là cái phép trừ ở đó. Nó rất là cân bằng đấy, trông vậy thôi. Ừ, trông vậy thôi, mọi thứ nó rất là cân bằng. Bạn đừng có nghĩ bạn được cái gì. Bạn chả được cái gì, bạn chả mất cái gì. Nhiều khi nó lại là như vậy, bạn tưởng bạn được, đâu có được đâu. Nói chung là mình nói là thế này, những cái người người ta nhiều phúc, người ta sẽ có cái trí tuệ, người ta sẽ nhìn ra những cái điểm như vậy, người ta thậm chí người ta nhìn ra nhiều cái điểm nó rất là kinh khủng, rất là rộng lớn, người ta nhìn ra những cái điểm mà khiến cho người ta ấy không vui không sướng, người ta khiến cho người ta ấy, nói chung những cái gì mà nó liên quan đến những cái thứ mà
nó làm cho người ta cảm thấy là mệt mỏi, làm cảm thấy là khổ sở, hay là cảm thấy bất hợp lý, người ta sẽ nhìn ra, người ta nhìn ra được những cái thứ như vậy. Đây là cái người có nhiều phúc. Chứ còn cái người mà cái phúc kém trông vậy thôi, người ta đâu có nhìn ra đâu. Cứ như con thiêu thân thì ê, lúc nào cũng thèm khát, lúc nào mong muốn, lúc nào cũng thế này thế kia, lúc nào mơ mơ tưởng tưởng, người ta đâu có nhìn ra đâu. Bạn cứ để đi, mọi thứ thì bạn cứ nhớ là thế này này, cứ cái gì được đáp ứng là cái đó trở thành bình thường. Cái ước mơ ấy đẹp ấy phải là cái gì? Cái ước mơ ấy mà đẹp ấy thì nó là cái mãi mãi là cái ước mơ mà không bao giờ bạn đạt được. Đấy là cái ước mơ đẹp. Bạn nhớ đấy, đúng không? Chứ còn ước mơ mà đẹp thì bạn đạt được rồi, bạn thì lập tức bạn có cái ước mơ khác nó đẹp hơn. Ừ, xong bạn ấy đâu coi đấy là cái ước mơ đâu. Bạn cứ để ý đi, xưa giờ toàn là vậy, còn gì nữa, bạn để ý đi. Ngày bé thì, hồi bé thì ước mơ có cái xe đạp đẹp đi, ước mơ có cái điện thoại đẹp, có cái máy tính, máy tính cao cấp, đúng không? Có rồi, xong bây giờ có rồi lại thấy nó bình thường không? Quá bình thường gì đó. Ước mơ cái gì? Có được những cái thứ đó bây giờ lại ước mơ đến xe máy, đến ô tô, xong thì nói chung là du thuyền các kiểu. Cứ có được là bình thường, có được là bình thường. Ước mơ mà cứ đạt được chỉ là bình thường. Bao nhiêu cái cặp đôi yêu nhau, ước mơ là yêu được nhau xong rồi ước mơ lấy được nhau, về sống bên nhau. Thế cuối cùng là gì? Đấy, đạt được rồi đây. Còn ước mơ cái gì nữa? Rõ ràng là đạt được rồi đấy. Thế sống bên nhau là, sống bên nhau bây giờ như thế nào rồi? Bạn thấy là người ta nói là cái gì? Hôn nhân thì là nấm mồ của tình yêu đấy, còn gì nữa? Bạn cứ để đi. Ừ. Nó chỉ là thế thôi, còn gì nữa? Đúng không? Cứ cái gì nhiều, cái gì thừa, cái gì mà được đáp ứng, cái gì mà không thấy thiếu, không thấy cần thì không, cái đấy không giá trị. Càng ngày cái giá trị nó càng kém. Bạn hãy nhớ là như vậy. Xin chào quý vị và các bạn nha. Này, mình nói với quý vị là như này này. Các bạn để ý nha. Cái người mà người ta kém phúc hay là kém lộc ấy, khi mà chúng ta nhìn ấy, khi mà chúng ta để ý là chúng ta biết. Hoặc là cái người mà người ta là cái người mà người ta nhiều phúc, người ta lắm lộc, khi chúng ta để ý thì chúng ta cũng biết. Đấy. Nhưng mà như thế này nó có một cái điều là như thế này này. Các bạn nhớ này, nó có một cái điều là như này này. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, nếu như chúng ta là những người chúng ta không có phương pháp chúng ta nhìn ý, thì có những cái người chúng ta tưởng là người ta không có phúc, không có lộc, nhưng mà thực ra người ta lại là cái, người ta lại là cái người rất lắm phúc và rất lắm lộc. Hay là ngược lại, nếu chúng ta là cái người mà chúng ta không có cái phương pháp ý, thì nhiều khi chúng ta nhìn có những cái người tưởng là người ta ok đấy, nhưng mà thực ra lại không ok. Trong cái nội dung video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết một cái người mà người ta là cái người, người ta lắm phúc, người ta nhiều lộc. Nhìn người ta như thế nào, người ta có những cái dấu hiệu, có những cái đặc điểm gì,
Video này là mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ. Các bạn chú ý đón xem. Như thế này nhé, các bạn để ý cho mình là như thế này nhé. Các bạn cứ nhớ, các bạn cứ để ý cho mình là như này này. Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta ấy, khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn người này người kia ấy, có những cái người người ta rất là đơn giản, nhìn người ta rất là kiểu như là xuề xòa ấy. Người ta rất là đơn giản. Nhiều khi cái lời nói của người ta nó thẳng thắn ấy. Nghe đôi khi nghe chúng ta cảm giác như là cái người này là cái người mà kiểu như là nó hơi thô. Nhưng mà họ lại là những cái người, thực ra họ lại là những người, cái tâm của họ lại rất tốt. Mà khi cái tâm của họ, tấm lòng của họ tốt ấy, thì đương nhiên là họ có phúc. Cái phúc của họ nó lớn. Mà cái phúc lớn thì đương nhiên là có lộc. Các bạn nhớ đấy. Nhưng mà cũng vậy đôi khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn, chúng ta gặp có những cái người nhìn người ta, cái hình thức của người ta thì thôi rồi, hình thức thì đẹp, hình thức đẹp lắm nha, cái bề ngoài, từ cái cách thức ăn mặc cho đến cái đi đứng, xong bắt đầu đến cái lời ăn tiếng nói, ăn nói nhẹ nhàng trau chuốt. Nói chung là nhìn hình thức thì đẹp, nhưng mà nhiều khi bên trong người ta, người ta nói một đường nha, bên trong người ta cái bụng người ta lại khác. Cái lòng dạ người ta nó khác, cái miệng người ta nó khác. Nói thì hay lắm nhưng mà làm thì chả làm cái gì hay bao giờ. Nhiều khi lại còn làm ngược lại. Cái người như vậy đôi khi chúng ta gặp, chúng ta nghĩ rằng đây là cái người người ta là cái người, người ta nhiều phúc, người ta lắm lộc. Thì hình thức người ta là như vậy, mà người ta cũng có những cái bên ngoài là như vậy thật. Nhưng mà thực ra cái người đó là cái người, mình nói nhá, cái phúc, cái lộc người ta nó chưa nhiều đâu. Chưa nhiều đâu, trông vậy thôi. Mà có thể nhá, có thể lúc nào đó nhiều lên mà người ta lại mất, người ta không giữ được. Cái kiểu người ta là như vậy. Các bạn cứ nhớ là như thế này này. Các bạn cứ hãy nhớ một cái điều là như này nhá. Thực ra trong cuộc sống ấy, cái nhân cái quả ấy, nó là có kết quả thì đương nhiên sẽ có cái nguyên nhân. Các bạn hãy để ý, các bạn luôn để ý cái điều đó đi. Bất cứ một cái kết quả gì xảy đến thì nó đều có cái nguyên nhân. Kết quả tốt đương nhiên có những cái nguyên nhân ấy, có thể tốt, có thể chưa tốt, nhưng mà cái quan trọng ấy là chúng ta có nhìn được cái đường đi, chúng ta nhìn được cái nhân duyên, cái duyên ấy, mà để từ nhân đến quả hay không. Mình nói nhá, kết quả tốt đôi khi cái nhân ý, có thể tốt, có thể chưa tốt. Đấy, các bạn nhớ đấy, các bạn nghĩ thật sâu vào. Có thể cái nhân là tốt hoặc chưa tốt. Vì sao mình lại nói là cái nhân tốt hoặc chưa tốt? Vì sao? Vì nhiều khi với người tốt, chúng ta có cái cách đối xử tốt, và với cái người chưa tốt thì chúng ta cũng có cái biện pháp chưa tốt, để làm sao từ cái đó nó sẽ có được cái kết quả tốt. Thì cái nhân nó cũng tùy thuộc, nhưng mà nó cũng sẽ đi đến cái kết quả tốt, đúng không? Hoặc các bạn nhớ là thế này này, hoặc là đôi khi cái kết quả mà nó xấu, cái kết quả chưa tốt ý, thì nó cũng bắt nguồn từ cái gì? Từ cái nhân ý, có thể xấu và cái nhân có thể tốt. Các bạn nhớ đấy.
các bạn cứ nhớ đấy. Vì sao mình lại nói thế? Vì sao mình lại nói thế? Vì cái nhân ý, cái nhân của chúng ta ấy, mà nó tốt, nhưng cái duyên, cái phương pháp, cái cách thức của chúng ta ấy, nó thiếu đi cái hiểu biết, thì nó sẽ đưa đến cái kết quả xấu. Và đương nhiên nếu như cái nhân ý, mà nó xấu ý, thì dường như nó cũng sẽ là cái kết quả xấu. Mình nói kỹ hơn này, mình nói kỹ hơn này là như này này. Ví dụ như như bạn nhá, nhà bạn, bạn sinh con đẻ cái, đúng không? Các con bạn nuôi dạy, nhiều khi bạn tốt với các con, bạn không cho nó làm cái gì, lúc nào bạn cũng, người ta gọi là cũng quan tâm ấy, bao bọc che chở, không cho nó làm bất cứ một cái gì, không cho nó nghĩ một cái gì. Ý, nghĩa là yêu chiều, yêu thương, chỉ sợ con mình nó vất vả, chỉ sợ con mình kiểu như là nó nghĩ nhiều, nó lại đau đầu chẳng hạn, hay là chỉ sợ con mình nó buồn, nó giận, nó là mình làm mẩy cái là yêu thương, là xót xa, nó làm cái gì mà nặng nhọc hay khó khăn một tí là cũng xót xa, thế là không cho nó làm cái gì, bất cứ cái gì là cũng lo lắng cho nó hết. Ý, việc bên ngoài, việc bên trong hay là như thế nào đó cũng toàn là cái kiểu như là sợ con mình ý, sợ con mình nó phải vất vả, phải lo nghĩ. Ok, tưởng là tốt, nhưng mà sau này cái đứa trẻ, cái đứa bé đó nó lớn lên ý, nó đi ra ngoài chả làm được cái gì. Tương lai của nó khó khăn mịt mờ luôn ấy. Đi ra ngoài nó vấp váp, nó bị lừa, nhiều khi có những cái cú lừa mà không đứng dậy được. Rồi đến khi đi ra ngoài có những cái công việc mà giải quyết hay là như thế nào đó, không được che chở, không được bao bọc, không được giúp nữa, tự nó phải làm ấy, làm sai, làm hỏng liên tục. Và nhiều khi nó dẫn đến cái gì, đang được chiều thì cái đầu ấy, cái tinh thần ấy, nó mỏng manh lắm, cái tinh thần nó mỏng manh lắm, đang được cái lời ngon tiếng ngọt, đúng không, vuốt ve nhẹ nhàng nó quen, đi ra ngoài người ta nói này một hai câu là không chịu nổi, là về là trầm cảm luôn, là căng thẳng luôn, nhiều đứa nghĩ quẩn. Mỏng manh mà, cái tâm hồn mỏng manh dễ vỡ mà, đúng không? Các bạn cứ để đi, nó là như vậy đấy. Thế nên đâm ra nhiều khi chúng ta cứ tưởng là cái nhân của chúng ta tốt thì nó sẽ ra cái kết quả tốt. Nhưng mà không phải. Cái quan trọng là cái duyên ở đây, nó là cái duyên nó ở giữa. Chúng ta nhìn là cái duyên không? Cái duyên nó là cái phương pháp. Chúng ta nhìn ra, chúng ta có nhìn ra được cái phương pháp. Cái phương pháp này nó có đúng hay không? Đúng không? Đấy. Nó là như vậy đấy. Mình nói các bạn, mình nói quý vị, nhiều khi cái cuộc sống ấy, nếu mà để mà nói chúng ta ấy, là những cái người mà chúng ta cứ nhìn theo cái kiểu công thức máy móc, nhìn theo kiểu công thức là nhìn sai. Kể cả nhìn một cái người có phúc hay là phúc nhiều hay là phúc ít, lộc nhiều hay là lộc ít, nếu chúng ta nhìn kiểu máy móc là không bao giờ chúng ta nhìn tới, luôn sai. Đấy, các bạn cứ nhớ đấy, các bạn hãy nhớ một cái điều đó. Thế nên bất cứ một cái gì thì cái, chúng ta vẫn nên hiểu, mọi thứ nó đều có hai cái vế. Và cái nhân, cái quả thì ở giữa, nó là cái phương pháp, nó là cái duyên. Cái quan trọng, cái duyên, cái phương pháp ở đây thì nó lại là cái phải mổ xẻ rất là lớn. Nhiều khi trong cuộc sống, trong mọi thứ, tất cả những cái thứ nó diễn ra rất là nhanh. Mình nói ngay kể cả khoa học hiện đại nhé. Cái thời buổi này khoa học hiện đại như vậy, xem dự báo thời tiết đây,
ê, cái này cái kia đấy, báo này báo kia đấy, hay là thế kia đấy. Dự báo là một cái chuyện, nhưng mà nhiều khi cái thời tiết nhá, nó biến chuyển, nó kinh khủng, nó nhanh cực kỳ luôn. Trời đang nắng chang chang, đang bình thường, đang không có hiện tượng gì, chớp mắt một phát là tự dưng bão giông ầm ầm ầm. Đấy, như cái báo Yari đây, mình ở Hà Nội mình chứng kiến mình biết, đang bình thường, đang rất là ok, mặc dù là có dự báo thời tiết là sẽ chớm, sẽ chạy qua, sẽ thế này, sẽ thế kia, nhưng mà ai ngờ đang trời đang rất bình thường, rất sáng, tự dưng đùng phát thế này thế kia, bắt đầu sấm rì, bắt đầu gió, kinh khủng luôn, rất nhanh. Các bạn nhớ đấy, mọi thứ nó rất là nhanh, nó là như vậy. Thế nên ý, có cái gì mà chúng ta ấy, là cái gì, có cái công thức gì đâu, có cái gì có công thức gì đâu, nó đều là phải dựa trên cái cụ thể, và từ đó chúng ta có cái hiểu biết, bắt đầu chúng ta phân tích và chúng ta đưa ra cái quyết định, đúng không? Nhiều khi là thế đấy, còn gì nữa. Giống như nhiều bạn bạn học ở trường ấy, học ở trường lớp ấy, rõ ràng bạn là cái người bạn học rất là giỏi, bằng gì toàn là bằng giỏi, đi ra ngoài toàn bằng giỏi ấy. Nhưng mà đi ra ngoài nhiều khi bạn là những cái người ấy, bạn là những cái người kiểu bạn xử lý cái trực tiếp này, cái đối kháng này, cái trực tiếp nhá, giao tiếp trực tiếp, đôi khi bạn không vận dụng được kiến thức, bạn không vận dụng được, bạn học rất là giỏi, nhưng mà cái kiến thức, cái trực tiếp đây này, cái lúc cần gật thì bạn lại lắc, và cái lúc mà cần lắc thì bạn lại gật, bạn vẫn thua. Nhiều khi ở trong trường, trong lớp bạn ấy có những cái bạn mà bạn học bình thường thôi, học bình thường thôi, chả cần phải giỏi giang gì cả, nhưng mà đi ra ngoài đời để mà trong một cái công việc nào đó, trong một lĩnh vực nào đó, đôi khi họ lại là những người họ gật là họ rất là hợp lý, mà lắc thì cũng rất là hợp lý, thì họ vẫn thành công đấy, còn gì nữa. Đâu có công thức, ý mình nói là không có cái công thức gì cả. Chính ra cái công thức ở đây nó là phải dựa ở trên cái gì, cái phán đoán, cái trực giác, cái phán đoán, cái trực giác của mỗi người này này, nó dựa trên tổng hợp trên những cái kiến thức hay là những cái gì mà nó thu nhập, nó thu nhận vào cái tiềm thức, vào cái đầu của chúng ta, rồi từ đó chúng ta có cái phán đoán nó chính xác thì sẽ thành công, đúng không? Chứ còn bây giờ bảo công thức cái gì, nếu mà có công thức thì nói chuyện gì. Như các bạn biết là nhiều khi, kể cả bây giờ hay như thế nào, với chúng ta là đang trong cái thời đại kiểu công nghệ đấy, mình nói tất cả những cái thuật toán nó ra thế này thế kia, bạn là cái người, kể cả bạn có thông minh, bạn dò ra cái thuật toán, dò ra cái thuật toán của người ta ở bất cứ một cái mạng xã hội nào, nhưng mà khi bạn vừa dò ra được cái nhé, bắt đầu cảm thấy chớm chớm thế này thế kia, người ta thay đổi liền, người ta lại thay đổi liền, thay đổi liên tục. Ngày xưa thì cứ có một cái thời gian này thay đổi, giống bây giờ nhiều cái mình nói cái thay đổi liên tục, nhiều khi chớp mắt cái đã thay đổi rồi. Thế bạn dò kiểu gì, đúng không? Thế nên làm gì có cái công thức gì để mà thành công. Nói thì nói là như vậy, nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn cứ nói là như thế này. Tuy nhiên mình vẫn cứ nói là như thế này, là những cái người mà người ta có cái dấu hiệu ấy, lắm phúc nhiều lộc, họ vẫn có những cái điểm chung, họ vẫn có những cái điểm chung mà để cho chúng ta nhìn, chúng ta thấy được. Chúng ta nhìn là chúng ta thấy được, hay là chúng ta quan sát là chúng ta thấy được, họ vẫn có những cái điểm chung. Cụ thể bây giờ cụ thể mình nói là như này nhé, các bạn nhớ nha. Bây giờ chúng ta hiểu với nhau nôm na một cái điều là như này này, cái người mà người ta là cái người, người ta nhiều phúc ấy,
Thì đương nhiên phúc nó là cái gì? Phúc nó là cái giá trị của bạn xây dựng. Bạn nghĩa là bạn là cái người bạn có giá trị, rồi bạn trao cho người khác cái giá trị, cái người khác mà nhận được nhiều cái giá trị từ bạn mà để cho người ta tốt lên, thì bạn là cái người bạn lệ, bạn là thì bạn là cái người bạn có nhiều phúc. Nghĩa là gì? Nếu bạn là cái người có nhiều phúc thì bạn lại càng là cái người có nhiều giá trị, mà cái giá trị của bạn nó phải là tốt. Bây giờ nhé, bây giờ chúng ta hiểu với nhau, chúng ta nôm na chúng ta hiểu với nhau một cái điều là như này nha. Nôm na chúng ta hiểu với nhau một cái điều là như này này. Những cái người mà lắm phúc ấy thì thường là cái cuộc sống của người ta nó suôn sẻ, nó thuận lợi, mặt mũi người ta ấy, nó đẹp. Đẹp ở đây mình không nói là cái chuyện mà trai xinh gái đẹp. Nó đẹp ở đây là gì? Đẹp ở đây là khi mà các bạn nhìn vào cái khuôn mặt của người ta ấy, các bạn thấy cái thần thái người ta nó tươi tỉnh, nhìn dễ mến, đúng không? Nhìn dễ mến, tươi tỉnh. Các bạn nhớ đấy, nhìn thân thiện, nhìn gần gũi. Nói chung là nhìn các bạn cảm thấy là yên tâm. Mà tươi, cái tươi ở đây là cái tươi tự nhiên, không phải cái tươi giả tạo, đúng không? Thường thường là những cái người mà người ta nhiều phúc ý, thì ok, tiền người ta có, nói gì thì nói, không nó có nhiều trạng thái. Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn cứ nhìn cái người mà người ta có nhiều phúc ý. Người ta là cái người, bây giờ để mà mình nói thì nó khá là nhiều, nhưng mà nói chung chung nhá, những cái người có nhiều phúc ý, thì họ thường là những người có sức khỏe này, cái dung mạo họ đẹp này, họ là những cái người họ luôn có được những cái trạng thái mà nó an yên ý. Họ luôn có cái trạng thái mà kiểu như là vui vẻ, thoải mái, thì họ cảm thấy là kiểu có cái gì bình an ấy. Những cái mối quan hệ xung quanh của người ta ấy, cũng đều là những cái mối quan hệ tử tế này, chất lượng này, hay là những cái mối quan hệ chân thành này. Bạn cứ để ý, hơn nữa những cái người mà có nhiều phúc thì các bạn cứ cảm thấy là bạn cứ tiếp xúc với người ta ấy. Bạn sẽ thấy họ đều là những người họ rất là hiểu biết này. Họ đều là những người thông minh này. Nhá. Thông minh, sức khỏe, tài chính, kinh tế, hạnh phúc gia đình, đúng không? Gia đình hạnh phúc, hay là quan hệ hàng xóm láng giềng, hay là với những cái người thân bạn bè thế này thế kia, đều là nói chung họ có cái cuộc sống tương đối là viên mãn. Và cái quan trọng nhất ở đây là những cái người có nhiều phúc ấy, thì người ta thường là những cái người ta giúp đỡ được nhiều người. Người ta giúp đỡ được nhiều người và người ta là cái người ta được nhiều người yêu mến, tôn trọng. Các bạn nhớ cho mình cái điều đó nha. Họ được nhiều người tin tưởng, được nhiều người yêu quý, quý mến, được nhiều người sẵn sàng là ủng hộ, sẵn sàng là giúp đỡ. Đúng không nào? Còn đương nhiên là như này, nếu như các bạn cứ nhìn những cái người mà người ta kém phúc ấy, cái người mà người ta thiếu phúc ấy, cái phúc của người ta nó kém ấy, bạn nhìn ấy thì bạn sẽ thấy nó có nhiều thứ lắm nha. Khi bạn nhìn vào một cái người mà người ta thiếu phúc ấy, bạn nhìn trên cái khuôn mặt của người ta ấy. Mình nói nhá, kể cả cái khuôn mặt của bạn, bạn gọi là trai xinh gái đẹp, nhưng mà nhìn vào ấy thì cái khuôn mặt ấy của một cái người mà kém phúc ấy, nhìn
lúc nào cũng phảng phất những cái buồn, những cái nỗi buồn, những cái lo âu. Nhìn mặt bất an lắm. Các bạn nhớ đấy, nhìn mặt bất an lắm. Nhìn lúc nào như kiểu là đang có nhiều những cái người ta gọi là phải suy nghĩ, đang có nhiều những cái áp lực. Nhìn sợ, nhìn hoảng, dễ hoảng, dễ giật mình. Thì không thể nhìn mặt họ kiểu nhìn cái khuôn mặt của họ nó cứ buồn rười rượi, buồn man mác, hay là buồn rười rượi, cảm thấy kiểu cái sức sống kém. Xong rồi nhìn những cái người mà kiểu như là kém phúc, nhìn mặt người ta nó gian, nhìn mặt gian dảo lắm. Đôi khi hay nhìn trộm, đôi khi hay nhìn trộm. Các bạn nhớ đấy, những cái người kém phúc dường như là mình nói tùy từng những cái trường hợp nhé, những cái trường hợp cái phúc của bạn ấy nếu nó kém vừa vừa ấy thì cái độ bất an của bạn nó vừa vừa. Hay là những cái người xung quanh có thể là người ta cũng không quá quý bạn, người ta bình thường. Nhưng mà cái phúc của bạn mà nó kém nhiều ấy thì nhiều khi những cái người xung quanh người ta cũng kiểu như là người ta không muốn tiếp xúc với bạn, không muốn tiếp xúc, không muốn gần. Nếu như mà cái phúc của bạn mà nó kém quá ấy, thì nhiều khi bạn đi đến đâu ấy, người ta xua đuổi bạn ấy. Bạn gặp cái chuyện này chuyện nọ ấy, người ta không giúp đỡ bạn đâu. Nếu như cái phúc của bạn rất là kém, bạn có nằm lăn ra đó người ta cũng không, bạn có nói bạn kêu gào người ta không để ý đến bạn. Nếu như cái phúc của bạn kém, bạn nhớ đấy, bạn cứ để ý, nó có từng cái nấc để mà nó đo đấy. Bây giờ nhé, bạn cứ để ý nhé, nếu như bạn là cái người nhé, mình sẽ nói đến cái phúc, xong mình nói đến cái lộc. Các bạn để ý nhé, bây giờ nếu như bạn là cái người mà cái phúc của bạn nó lớn ý, cái phúc của bạn nó nhiều ý, thì bạn cứ để ý cho mình một vài những cái điểm như thế này này nhé. Bạn cứ để ý cho mình một vài cái điểm là như này này. Mình chỉ nói đơn giản là như này, bạn tiếp xúc với người, bạn gặp gỡ, bạn tiếp xúc với người nhé, kể cả người lạ hay là người quen, cái lời nói của bạn ý, cái người đối diện người ta có nghe không? Mà cái lời bạn nói ra ấy, bạn có cảm thấy nó thoải mái không? Nghĩa là gì? Bạn chỉ cần bạn nói rất là nhẹ nhàng, bạn nói nhẹ nhàng mà người khác người ta nghe, người ta trân trọng bạn, người ta tin tưởng bạn. Nghĩa là cái lời nói của bạn nó có trọng lượng ấy. Bạn cứ để ý cho mình cái điểm đó thôi. Bạn đi ra ngoài, kể cả người lạ hay là người quen, khi bạn nói chuyện với người ta như thế nào, cái thái độ của người ta nó là như thế nào. Bạn có cần phải gầm gà, bạn có cần phải nói to lên không? Bạn có cần phải níu kéo không? Bạn có cần phải bắt người ta là phải nghe, phải công nhận bạn hay không? Thử xem đi. Đấy. Đôi khi nó chỉ đơn giản như thế thôi. Bạn cứ thử xem đi. Nếu như bạn gần người này người kia, bạn nói chuyện, bạn tiếp xúc với người này người kia, bạn nói, bạn chỉ cần nói nhẹ nhàng, nói thế này thế kia là người ta nghe, người ta rất tin bạn, người ta rất thoải mái khi người ta tiếp xúc bạn, khi người ta nói chuyện với bạn. Nhiều khi bạn có yêu cầu, bạn nhờ gì người ta giúp đỡ, người ta cũng rất là vui vẻ. Nói chung người ta tin tưởng bạn, người ta quý bạn, người ta có thiện cảm với bạn. Và cái quan trọng nhất là cái lòng tin, cái niềm tin.
Bạn chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Cái lời nói của bạn nó không cần phải đao to búa lớn, nó không cần phải này này nọ nọ, không cần phải chứng minh chứng tỏ, không cần phải biểu diễn, không cần phải khoe khoang, không cần phải thế này thế kia, không. Đôi khi rất mộc mạc, rất nhẹ nhàng, chả cần phải khéo léo cái gì cả, nhưng người ta lại rất quý, người ta rất trân trọng. Bạn để ý cho mình cái điều đó. Bạn để ý cho mình cái điểm đó. Đấy là cái biểu hiện. Bạn là cái người mà kiểu như là cái phúc của bạn ấy nhiều đấy. Phúc nhiều đấy. Còn mình nói quý vị là như này này, mình nói các bạn là như này này, các bạn nhớ này. Cái người mà kiểu như là cái phúc người ta nó kém ấy nhá. Cái người mà phúc kém ấy, khi mà người ta tiếp xúc với bạn ấy, hay là người ta nói chuyện với bạn ấy, nhiều khi ý, cái lời nói của họ ý, đôi khi các bạn nghe các bạn không hiểu, đôi khi nghe không hiểu, và đôi khi rõ ràng là nghe hiểu nhưng mà lại không tin, không tin. À, và đôi khi những cái người mà người ta cái phúc người ta kém ý, cũng là nói thôi, cũng là truyền tải thôi, truyền tải một cái thông tin thôi, nhưng mà người ta lại lòng vòng, người ta lượn lờ, người ta lại chứng minh chứng tỏ, người ta dẫn dắt, người ta truyền tải một thứ thôi, người ta làm cho chúng ta có cái cảm giác họ là cái người bao hoa, nghĩa là họ làm cho chúng ta có cái cảm giác ấy, là cái người này là cái người khó mà tin. Ê, cứ phải lòng và lòng vòng dẫn dắt, cứ phải chứng minh chứng tỏ. Ê, không đáng tin cậy, kém phúc đấy. Và nhớ mình nói, những cái người nào là những cái người ấy, các bạn nhớ này, những cái người nào mà khi mà các bạn nói chuyện mà người ta không muốn nghe các bạn ấy, thì bạn là cái người càng là kém phúc. Và thường là những cái người mà kiểu như là cái người mà càng kém phúc là những cái người kiểu cái lời ăn tiếng nói người ta dối trá, lừa gạt, phúc kém lắm. Bạn ý, bạn nhớ là thế này này, bạn cho dù bạn nhé, cho dù mình đã nói rồi, cho dù cái hình thức của bạn là như nào nhé, cái phong cách của bạn là như nào, hình thức của bạn nó có đẹp như thế nào, cái giọng nói của bạn nghe nó êm, nghe nó dễ chịu như thế nào, nghe nó có bài bản như thế nào, nhưng bạn là cái người dối trá, bạn đang lừa gạt, thì dù bạn có nói như thế nào, có êm tai, có nhẹ nhàng, có đạo lý như thế nào đi chăng nữa, không bao giờ người ta tin. Và khi bạn là cái người bạn nói ra mà người khác người ta không tin ý, cái phúc của bạn nó kém. Cái phúc của bạn nó kém. Bạn nhớ đấy. Thế nên nhiều khi người ta nói rồi, nhiều khi mình nói, nhiều khi có những cái người nhìn người ta rất bình thường, đôi khi người ta thô nhưng mà thật. Nhiều khi thô nhưng mà người ta lại có tấm lòng, thôi nhưng mà cái lời nói của người ta ấy, nó chân thành, cái cách sống người ta chân thành. Người ta nói nhiều khi người ta không nói khéo được, nhưng bạn có việc gì người ta giúp đỡ bạn ngay. Người ta thể hiện người ta là cái người có cái tình cảm, người ta không có nề hà cái gì cả,
người ta thực tế thực chất, người ta giúp ngay, người ta lao vào, người ta sắn tay vào luôn đi. Cái người đó lại là cái người có nhiều phúc. Chứ còn bạn là cái người ăn mặc thì lộng lẫy thì đẹp, phong cách thì tươm, phong cách thì đạo mạo, trông cái dáng dấp hình thức thì không chê vào đâu được. Trông nuột nà lắm, ăn nói thì nghe hay lắm. Nhưng mà nói một đường mà làm một nẻo. Khi người ta có cái chuyện gì thì bạn làm ngơ. Chưa kể là nhiều khi bạn nói nhưng mà kiểu như là bạn toàn là dùng những cái xảo ngữ, bạn đi bạn kiểu như là bạn lừa đảo, lừa gạt mọi người để chiếm lợi cho bản thân. Thế thì lấy đâu ra mà là phúc với cả phước thì những cái người như vậy đấy, bạn cứ thấy đấy. Những cái người như vậy tưởng là phúc, tưởng là phước, nhiều khi làm gì còn nữa đâu. Trông vậy thôi. Trông vậy thôi. Thế nên ý, để mà nhìn nhận một cái người mà phước nhiều hay là phước ít ý, thì chúng ta cứ nhìn, rất đơn giản chúng ta nhìn, người ta nói chuyện có người tin hay không. Chứ còn không nói chuyện mà không có người tin thì thôi, coi như là phước kém rồi nha. Coi như là phước kém rồi. Hơn nữa bạn cứ để, bạn lại để cho mình là như này nữa này. Bạn để cho mình là như này nhá. Thường thường là những cái người mà kiểu như cái phúc người ta lớn, cái phúc, cái phước người ta nó lớn nó nhiều ý, thì tự dưng ý, người ta là những cái người, người ta nhìn thấy người nào, người nào, người nào, người ta cũng cảm thấy, cũng cảm thấy không có cái gì gọi là phân biệt hay là như thế nào. Nghĩa là nhá, kể cả người ta có gặp một cái người này người kia ấy, mà họ là cái người họ gây khó chịu cho người khác đi nha, nhưng mà với cái người mà phước nhiều ấy, cái phúc người ta lớn ấy, dường như người ta không có một cái phân biệt, người ta không phân biệt không phân biệt, người ta không giận, không hờn, không ghét, không khinh hay là không thế này thế kia. Người ta coi rất là bình thường. Kể cả những cái người nào, bạn có là cái người cao sang hay bạn là cái người lắm tiền nhiều của hay là như thế nào, khi bạn tiếp xúc với cái người mà người ta, cái phúc của người ta nhiều ấy, người ta cũng thấy là bình thường. Các bạn cứ để ý, người ta thấy bình thường. Bây giờ mình ví dụ nhé. Ví dụ bạn là cái người bạn lắm tiền đi nha. Bạn lắm tiền đi, thế là bạn đi ra ngoài, bạn đi ra ngoài, bạn tiếp xúc với mọi người ấy. Bạn thấy mọi người đều rất là kiểu như nể bạn, bạn thấy mọi người kiểu trân trọng bạn, đúng không? Có một cái gì đó rất là kiểu như là bạn được mọi người ngưỡng mộ ấy. Bạn là cái người lắm tiền mà nhá. Ok, bạn quen, bạn quen cái kiểu đó. Mà đột nhiên nhá, trong số những cái người bạn gặp toàn là những người người ta ngưỡng mộ bạn, người ta nể bạn vì cái sự giàu có của bạn. Nhưng có một cái người nào đó ấy, người ta cư xử với bạn như những cái người bình thường khác. Ở trong vậy thôi. Nghĩa là gì? Người ta vẫn bình thường, người ta không coi thường bạn, nhưng người ta vẫn cứ là bình thường. Không phải vì bạn có cái này có cái kia mà họ lại phải thế này thế kia. Không, họ thấy vẫn bình thường. Không quá là thế này thế kia, nhưng mà cũng không coi thường bạn, nhưng mà cũng không phải là quá là cái kiểu ngưỡng mộ bạn. Không, họ thấy bình thường, mọi thứ họ thấy rất là bình thường. Đấy là cái người nhiều phúc. Đấy là cái người nhiều phúc.
mình nói nha quý vị, các bạn cứ để ý là như này này. Thực ra cái người, cái phúc của người ta nhiều ấy, cái trí tuệ người ta nó có, người ta thấu hiểu, người ta nhìn thấu. Nếu như người ta nhìn bạn ấy chỉ là cái người có nhiều tiền thôi thì người ta chỉ nhìn thấy thế thôi. Bạn nhớ đấy, tiền trông vậy thôi, trông vậy thôi, nhưng mà nó đâu có bền vững đâu, nó vẫn là cái vật ngoài thân của bạn cơ mà. Đến cái mạng của chúng ta ấy, còn không biết là ngày mai là như thế nào ấy, nói gì đến tiền mới trả bạc. Bạn cứ để ý đi, đúng không? Đến cái hơi thở còn không biết là lúc nào là xong, ở đấy mà tiền mới trả bạc. Tiền bạc cái gì? Rõ ràng đôi khi tiền bạc đâu phải của bạn đâu. Bạn cứ để đi, trông vậy thôi. Nhiều khi tiền bạc đâu phải của bạn đâu. Hôm nay vào túi bạn, ngày mai vào túi người khác là chuyện bình thường. Bạn gặp nói chung đi, mình nói các bạn là như này này, thường thường là nhiều khi những cái người mà người ta có cái tầm nhìn, người ta nhìn bạn, nếu như bạn là cái người lắm tiền nhiều của ấy, mà người ta nhìn ra bạn ấy, bạn là cái người ấy, chưa hẳn là người ta nhìn cái phúc ở trên mặt của bạn nó chưa được bền ấy, là người ta nhìn người ta biết là mỏng manh lắm. Cái người, người ta biết nhìn, người ta nhìn cái là người ta biết. Bạn nhớ đấy, chứ đừng có bao giờ bạn nghĩ rằng là bạn là thế này thế kia, bạn đi ra ngoài bạn được người này người kia người ta ngưỡng mộ bạn, thế đâm ra là bạn cảm thấy nó hài lòng, bạn cảm thấy nó thỏa mãn. Không phải như thế, chứ không phải như vậy. Mình nói mọi thứ nó mong manh, mọi thứ nó đều mong manh, mọi thứ trông vậy thôi, biến đổi nhanh lắm, tất cả mọi thứ chả có cái gì là bền vững cả, đúng không? Nhưng mà ngược lại, nếu như bạn là cái người ấy, mình nói những cái người thực ra, những cái người người ta lắm tiền nhiều của ấy, người ta không bao giờ người ta thể hiện, mà người ta đi ra ngoài chính những cái người mà người ta cực kỳ người ta có ấy, mà người ta vẫn kiểu như là êm 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 êm, người ta giả nghèo ấy. Người đó cái phúc người ta nó mới bền, cái phúc cái lộc nó mới bền, người ta mới là cái nghĩ yên tâm. Bạn đây bạn lắm tiền nhiều của cái gì bạn để mình nói, có những cái ánh mắt, có những cái ánh mắt thiên hạ mà người ta nhìn bạn ấy, người ta ngưỡng mộ bạn ấy, thì đương nhiên nhá, đương nhiên là cũng có những cái ánh mắt người ta săm soi, người ta để ý cái lòng tham, bạn kích thích cái lòng tham của người khác lên ấy, chứ không phải là hay đâu. Mà thường là những cái người mà kiểu như để thể hiện những cái đó ra, người ta bình thường, người ta rất là bình thường, thế nên cái phúc và cái lộc của người ta ấy, nó không đến mức độ ghê gớm đâu, đúng không? Bạn cứ để ý, bạn hãy để ý cho mình cái điểm đó. Đấy thì lại quay trở lại, các bạn thấy là những cái người mà những người người ta nhiều phúc ấy, người ta không có cái chuyện người ta phân biệt đâu. Bạn tiếp xúc với người ta, bạn thấy người ta không phân biệt, người nào cũng với người nào, người ta nhìn người ta đều có cái kiểu đối xử ấy, nó khá là công bằng. Khá cân bằng và khá công bằng luôn, thường là như thế. Ừ. Bạn chưa tốt thì người ta thông cảm được, bạn chưa tốt thì người ta biết là người ta nhìn ra cái nguyên nhân vì sao bạn chưa tốt, và người ta sẽ biết là bạn sẽ có thể là tốt, hoặc là bạn đang tốt ý, thì chưa chắc người ta đã thấy là bạn sẽ luôn tốt. Đấy.
Bởi vì người ta biết, người ta hiểu, người ta hiểu được một cái điều. Nhiều khi trong chúng ta ấy, cái lúc đang tốt thì cũng sẽ có lúc mà chưa tốt. Nếu như mà chúng ta không phải là cái người mà chúng ta luôn luôn chỉnh sửa bản thân, tốt và chưa tốt trông vậy thôi, đều có thể là nó diễn ra biến đổi nhanh lắm. Các bạn nhớ đấy, biến đổi nhanh lắm. Bạn ấy đang chưa tốt, bạn trở thành những người tốt cũng rất là nhanh. Và bạn đang tốt ấy, bạn trở thành những người chưa tốt cũng rất là nhanh. Cái gì chả có thể là biến đổi. Nhiều khi bạn đang giàu như thế, bạn trở thành nghèo trắng tay, đúng không? Hay là bạn đang nghèo, bạn trở thành giàu, đột ngột giàu luôn, đâu có gì lạ đâu. Mọi thứ nó nhanh lắm. Mình nói mọi thứ nó nhanh lắm, trông vậy thôi nha. Thế nên bạn thấy là những cái người, người ta không phân biệt đối xử, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là người ta có cái nhìn nhận. Các bạn nhớ đấy, cái cách cư xử của người ta như thế nào thì là trong đầu của người ta phải như thế nào thì người ta mới cư xử như thế. Bây giờ bạn đi ra ngoài, bạn lắm tiền nhiều của, bạn thấy có người này người kia, người ta nhìn thấy bạn, bắt đầu người ta ngưỡng mộ, người ta xung xoe, người ta thế này thế kia, là bạn biết ngay cái người này là cái người tham tiền, đúng không? Cái người nịnh bợ, bợ đỡ, tham tiền. Hay là bây giờ bạn có quyền vậy, có quyền lực, có địa vị, đi ra ngoài bạn thấy cái người này người kia, người ta cứ nân na, người ta xung xoe, người ta bợ đỡ bạn ấy, biết ngay người này cũng là cái người tham quyền, tham danh, kiểu vậy, tham quyền, đúng không? Thế bạn nổi tiếng, cái người nào người ta cứ thích lân la với bạn, thích chụp ảnh, thích xin chữ ký, biết ngay cái người này là cái người tham danh đấy, cái kiểu là như vậy, đúng không? Nói chung là bạn nhìn thế nào là bạn biết được nha, cái nhìn là các bạn biết được, chứ có cái gì đâu. Thế tự dưng lại đi gần với những cái người toàn là những cái người như vậy thì bạn đâu phải là ấy đâu. Đâu phải là ấy đâu. Bạn là cái người, nếu như bạn là cái người bạn nhiều tiền mà kiểu như là cái hiểu biết, cái trí tuệ của bạn ấy nó kém ấy, thì cái phúc của bạn nó chưa nhiều. Cái phúc của bạn nó chỉ nằm ở cái chỗ tiền bạc. Phúc chưa nhiều, bạn nhớ đấy. Mà phúc chưa nhiều thì bạn nhớ là thế này này. Khi mà phúc chưa nhiều ấy, thì kiểu gì cái họa cũng trực chờ. Cái họa và cái phúc nó luôn là một thể, nó không tách nha, nó không tách rời đâu. Bạn nhớ đấy, cái phúc của bạn mà nó kém đi thì cái họa nó lớn lên. Mà cái phúc của bạn mà nó lớn ý, thì cái họa nó đè. Bạn nhớ đấy, chả bao giờ mất. Thì rõ ràng bạn là cái người có nhiều tiền mà cái hiểu biết bạn chưa có, thì đương nhiên là cái họa nó sẽ lớn lên, đúng không? Hay là như thế này nữa này, hay là như thế này, bạn cứ để cho mình là như này này. Nhiều khi bạn nhớ nhá, nhiều khi lại là như này nhá. Có một cái điểm này nữa các bạn để cho mình nhé. Có một cái điểm này nữa các bạn để cho mình. Các bạn để cho mình xem các bạn có không nha. Cái người ấy, nếu các bạn là cái người mà lắm phúc, phúc lắm phúc thì nó sinh ra lộc. Nếu các bạn là cái người lắm phúc nhiều lộc ấy, các bạn sẽ có cái điểm này này. Các bạn sẽ là cái người thông minh, linh hoạt, dễ thích nghi. Đấy các bạn nhớ nha. Thông minh, linh hoạt, dễ thích nghi, dễ xoay sở nha. Dễ xoay sở,
dễ thích nghi, thông minh và linh hoạt. Các bạn để ý cho mình cái điều đó. Cái người lắm phúc nhiều lộc, người ta là như vậy. Ừ, người ta là như vậy, các bạn nhớ đấy. Dĩ nhiên là như này, đôi khi là cái biểu hiện của mỗi người nó khác. Có những cái người mà người ta thông minh, người ta linh hoạt, người ta thể hiện, nhìn người ta nhanh nhẹ, đúng không? Nhìn người ta sắc sảo, nhìn người ta tháo vát, đấy cũng là cái biểu hiện của người ta. Nhưng mà cũng có những cái người, người ta rất là bình tĩnh, nhìn người ta điềm đạm, người ta ôn hòa, người ta bình tĩnh, nhưng mà mọi việc người ta vẫn, người ta vẫn xử lý, vẫn xử lý được. Và nhìn người ta không vội, nhìn người ta không vội, nhưng mà người ta vẫn là cái người linh hoạt, vẫn là cái người thông minh, vẫn là cái người uyển chuyển thích nghi, vẫn là cái người xoay sở được tình thế. Xoay chuyển được cái tình thế, nó nhiều cái biểu hiện. Mình nói cái người lắm phúc nhiều lộc, người ta luôn có cái điểm đó nhá, người ta luôn có cái điểm đó. Các bạn biết rồi, các bạn thừa biết nhá, các bạn thừa biết là như thế này này, không có cái gì một chiều ấy. Không có cái gì là một chiều. Nếu như các bạn ý, các bạn bảo ý, à tôi là cái người tốt, tôi là cái người tử tế, tôi là cái người tốt, tôi chuyên làm những cái việc tốt, cái gì tôi cũng tốt, 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 thì tôi sẽ phải là cái người nhiều phúc lắm lộc. À, nhưng mà lại thông báo với các bạn là không có cái chuyện đó. Các bạn nhớ đấy, không có cái chuyện đó. Đấy là trên lý thuyết, đấy là trên lý thuyết. Đồng ý, đồng ý, ok, đồng ý. Bạn phải là cái người tốt, bạn phải làm nhiều việc tốt, bạn phải luôn tốt, cái điều đó là cái điều rất tốt. Nhưng bạn hãy nhớ, bạn hãy nhớ với mình một cái điều là như này: trên cái trái đất này, loài người cũng vậy, loài vật cũng vậy, đều có tốt và đều có xấu, luôn tồn tại song song. Nếu như bạn là cái người bạn chỉ có tốt, bạn gặp người tốt, ok, bạn gặp người tốt, ok, cái gì bạn tốt, quá ok luôn. Bạn gặp người tốt thì bạn tốt, thì là quá tốt. Bạn gặp bạn của bạn, bạn thân của bạn, bạn tri kỷ của bạn, gặp cái người mà người ta luôn yêu quý, luôn luôn quý mến bạn, đúng không? Thì bạn tốt thoải mái. Ý, bạn tốt thoải mái, không có vấn đề gì. Bởi vì bạn biết, bạn tốt với người ta ấy, kiểu gì người ta cũng tốt lại với bạn. Người ta không lợi dụng bạn, người ta không lừa dối bạn, người ta không lừa gạt bạn. Bởi vì bạn biết đấy là cái người bạn tốt, thì bạn tốt thoải mái. Thế thì còn gì bằng? Thế thì luôn luôn là cùng nhau, là cùng nhau, là sống tốt với nhau. Bởi vì hai bên không ai lợi dụng ai, ở bên nhau mang lại cái niềm vui, mang lại cái an toàn, đúng không? Mang lại cái gì? Cái sòng phẳng, cùng có lợi ích với nhau, thì tốt quá còn gì nữa. Thì bạn tốt thoải mái, bạn giúp thoải mái. Nhưng mà bạn ở bên cái người mà không tốt thì làm thế nào?
thì làm thế nào? Bạn cũng tốt với người ta. Thế thì bạn có được bao nhiêu để bạn tốt? Mình nói các bạn nhớ là thế này này, các bạn cứ nhớ với mình một cái điều là như này này. Ở đời có rất nhiều người, người ta không biết điều. Ok, có nhiều người tốt nhưng mà cũng có nhiều người, người ta chưa phải là tốt. Bạn mà tốt với họ là coi như bạn xong đấy. Có nhiều người bạn lại phải giữ cái chừng mực, giữ cái khoảng cách. Ừ, có nhiều người bạn không tốt thì không sao, nhưng mà bạn tốt với người ta là thôi bạn xong luôn, người ta đeo bám bạn luôn, rồi người ta tìm cách, người ta thế này, người ta làm phiền bạn luôn ấy. Ví dụ bạn không tốt người ta, nhiều khi người ta còn ngại, người ta còn thế này thế kia, nhưng bạn tốt với người ta, nhiều khi người ta lại bắt đầu à, người ta nghĩ cách, nghĩ cách cách này cách nọ để moi bạn, để buộc bạn phải liên tục tốt với người ta. Người ta lợi dụng cái lòng tốt của bạn. Bạn nhớ đấy nha, bạn nhớ đấy. Bạn là bạn chỉ học cái cách mà kiểu như là sống với người tốt, thế bây giờ bạn không học cái cách mà sống với cái người chưa tốt à? Bạn hãy nhớ là thế này này, nếu như bạn là cái người tốt ý, bạn ở trong cái trạng thái tốt ý, thì bạn là cái người, bạn phải là cái người bạn lo được cho cái bản thân mình cho nó thật tốt. Bạn phải là cái người bạn bảo vệ được chính cái bản thân mình. Và bạn phải là cái người tốt thì bạn mới tốt được với bên ngoài. Đường này bạn biết một mà bạn không biết hai, bạn chỉ tốt với những cái người tốt, bạn biết cách sống tốt với những cái người tốt. Thế bạn gặp cái người mà người ta không tốt, mà bạn không có cái phương pháp, không có cái biện pháp. Bạn tốt được bao nhiêu lần? Bạn tốt được bao nhiêu lần? Đấy là mình còn chưa nói bạn mà tốt với người ta, đến lúc bạn mà không tốt với người ta nữa thì bạn lại thành tự dưng bạn bị người ta căm ghét. Mà mình nói nhá, trong cuộc sống không phải là ai cũng thân thiện như bạn tưởng đâu. Có những cái người bạn tiếp xúc bạn thấy người ta thân thiện lắm, người ta gần gũi lắm, người ta hiểu chuyện lắm. Thế bạn ngồi bạn nói chuyện với người ta, bạn trên trời dưới biển cái chuyện gì bạn cũng nói được. Hết chuyện nhà ra đến chuyện người. Cái chuyện gì cũng nói được, dốc bầu tâm sự. Như thế nào là nói hết, là phun hết. À, thế bạn nghĩ người ta chân thành, người ta tốt với bạn. Ok, mình chỉ nói với bạn là như này này. Ok, nó có hai cái trạng thái, nó có hai trạng thái. Khi bạn là cái người dốc hết lòng ra, bạn dốc hết cái sự tin tưởng tin cậy, thì nó có hai cái trạng thái. Cái trạng thái thứ nhất, bạn sẽ có được một cái người tri kỷ. Bạn sẽ gặp được một cái người tri kỷ. Còn cái trạng thái thứ hai, bạn sẽ gặp được một kẻ thù. Bạn nhớ đấy. Mà mình nói với bạn là trong cái cuộc đời, trong cái cuộc sống ấy, để mà tìm được một cái người tri kỷ, không phải ai cũng tìm thấy. Bạn nhớ đấy. Không phải ai cũng có cái duyên để mà tìm được, để mà có được một cái người bạn tri kỷ. Đúng không? Thế nên làm ơn nha. Làm ơn các bạn hãy hiểu, các bạn hãy nhớ đấy. Bất cứ một cái gì tốt, nhưng đừng có tốt quá.
tốt nhưng phải có cái hiểu biết, phải có cái cữ, phải có cái phòng thủ của mình chứ, để cho nó an toàn chứ. Bây giờ bạn tốt với người ta đang tốt với bạn, hai người đều cùng ở bên nhau, cùng tốt với nhau, chưa có cái mâu thuẫn gì, chưa có cái xung đột gì xảy ra. Ok, cái điều đó còn gì bằng. Thì lúc nào chả vui vẻ, lúc nào chả tốt. Thế đến một cái ngày nào đó, đến một cái ngày đẹp trời nào đó, bắt đầu xảy ra những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái hiểu lầm nhé. Những cái hiểu lầm, những cái mâu thuẫn, những cái xung đột, bạn làm thế nào? Tất cả những cái gì mà bạn phun ra cho người ta, bạn chia sẻ với người ta, bạn tâm sự với người ta, bạn dốc hết cái ruột gan của bạn, bạn nói chuyện với người ta, đấy là cái vũ khí để người ta quay lại, người ta tiêu diệt bạn, người ta tấn công bạn. Thế lúc đấy bạn làm thế nào? Lúc đấy làm thế nào? Lúc đấy lại bắt đầu lại kêu trời trách đất. Ê. Trời đất nào giúp bạn? Bạn mà kêu trời trách đất, bạn mà kêu được thì mọi người kêu hộ bạn rồi, mọi người kêu hết rồi, kêu cái gì? Bạn mà kêu được thì người ta bất công, người ta đi học làm gì? Người ta bất công, người ta phải va chạm làm gì? Người ta rút ra kinh nghiệm làm gì? Nếu mà bạn mà kêu được thì có ai dạy ai trên cuộc đời? Làm gì sinh ra thầy giáo cô giáo? Cha mẹ làm gì phải dạy con cái làm gì? Bạn mà kêu được thì thôi, bạn ở nhà bạn kêu đi, bạn đi học làm gì? Kiếm tiền làm gì? Bạn cứ kêu đi, bạn kêu được cái gì bạn cứ kêu đi, đi kiếm tiền làm gì? Thiếu tiền thì kêu trời ném cho cục tiền xuống nhà mà tiêu. Kêu cái gì? Thế do ai? Do ai? Bạn nhớ đấy. Thế nên mình mới nói với bạn là thế này này, bạn đừng bao giờ bạn nghĩ nếu như bạn là cái người một chiều, bạn là cái người quá tốt, thì bạn đừng bao giờ bạn nghĩ bạn là cái người có phúc. Không phải như vậy. Bạn nhớ nhé, không phải như vậy. Cái người mà có phúc ấy là cái người người ta rất là hợp lý. Người ta biết thế nào là thế nào. Người ta biết tiến, biết lùi, biết cư xử, biết cái lúc nào làm cái gì nó là tốt nhất, nó là hợp lý nhất. Chứ không phải người ta theo cái kiểu một chiều, không phải cái tư duy, cái suy nghĩ của người ta là theo cái kiểu như là theo cái số đông, theo cái phong trào. Người ta có cái nhìn nhận của người ta chứ. Đúng không? Bạn cứ nghĩ đi. Có nhiều người, mình nói thực ra có nhiều bạn, bạn cũng chẳng qua là bạn kém đi cái nhìn nhận thôi. Chứ còn bạn, nếu như bạn mà có thêm những cái nhìn nhận ấy, thì chắc chắn là cái cuộc sống sẽ là rất là tốt, sẽ rất là ok. Mình nói một cái người mà người ta có cái nhìn nhận ấy, chả cần người ta có nhiều tiền đâu. Không cần. Cứ có cái nhìn nhận là đã là sướng rồi. Đã có cái hiểu biết là đã là sướng rồi. Đã có một cái gì nó hạnh phúc rồi. Mà mình nói bạn mà cái nhìn nhận của bạn không có, bạn có nhiều tiền bạn chả hạnh phúc đâu mà. Bạn mà không có cái hiểu biết, bạn chả có cái gì làm cho bạn hạnh phúc được. Bất cứ một cái gì không thể hạnh phúc được. Bởi vì nếu bạn là cái người có hiểu biết thì bạn sẽ biết, bạn sẽ hiểu được một cái điều là như này. Tất cả cái gì nó làm cho bạn sướng, đằng sau nó
nó sẽ làm cho bạn khổ. Đấy, nếu bạn là cái người hiểu biết thì bạn phải hiểu, bạn phải nhìn ra cái điều đó. Tất cả những cái gì làm cho bạn sướng, nó sẽ làm cho bạn khổ. Cái gì mà làm cho bạn thích sẽ làm cho bạn chán. Mà thích càng nhiều thì chán càng càng nhiều, thậm chí là chán ghét. À, các bạn nhớ đấy. Nó là như vậy. Cái gì đến nó sẽ phải đi. Đến là phải đi. Bạn để ý đi. Khi bạn nhìn nhận ra, bạn sẽ thấy mọi cái thứ nó chỉ thế thôi. Ừ, trong vậy thôi, nó chỉ thế thôi. Chả có cái gì là cái gì, nó là mãi mãi, nó là cái gì. Nó chỉ là thoáng qua thôi. Tưởng chừng như là rất cần hôm nay, tưởng chừng như là rất cần, ngày mai biến đổi luôn. Ngày mai biến đổi liền. Tự dưng hôm nay bảo là đang rất cần, nhưng ngày mai lại không cần một tí gì. Bạn đang muốn, rất muốn cái thứ này, ngày mai hết muốn liền. Mà chẳng cần phải ngày mai, một chốc một nhát là bạn khác liền, thay đổi liền. Bạn để đi. Bạn cứ để đi. Bây giờ bạn nhé, bây giờ mình nói là thế này này. Bây giờ bạn đang rất là muốn ăn một cái thứ này, đúng không? Bạn muốn ăn ăn cái gì đó, bạn muốn lắm, bạn thèm lắm, thì bạn ăn, đúng không? Bạn ăn xong cái, cho bạn ăn nữa, bạn có ăn được không? Ăn nó nê rồi, cái thứ đó rồi, ăn chán gì rồi, cho bạn ăn nữa, bạn có ăn không? Ừ. Tự dưng ăn xong là chán, là hết thèm, còn gì nữa. Nó biến đi đâu hết đấy, còn gì nữa. Cái miếng ăn nó chui qua cổ họng là nó hết, hết cái vị ngon, cảm giác bình thường liền, còn gì nữa. Thế còn thèm nữa đâu. Thế mà cái lúc đó là cứ thèm, hay là bạn đang khát thì bạn chỉ nghĩ đến nước thôi chẳng hạn. Nhưng bạn uống nước xong rồi, bạn đâu có nghĩ đến nước nữa đâu. Lúc đấy tự dưng cảm giác như là kiểu bạc bẽo ấy, nhìn thấy nước cảm thấy là chả thèm để ý nữa. Đâu có muốn đâu, đâu có thèm đâu. Không muốn không thèm, đâu có để ý đâu. Mặc cái gì thì nó làm cho không muốn không thèm đáp ứng đầy đủ rồi thì còn muốn còn thèm cái gì nữa, đúng không? Cứ cái gì mà đầy đủ, cái gì mà đáp ứng là lập tức không muốn không thèm nữa. Bạn muốn đi chơi gì? Chưa được đi chơi thì rất là muốn đi chơi. Đi chơi rồi có chán không? Chán quá còn gì nữa. Nhiều trường hợp là chưa đến, chưa chơi được đã muốn đi về. Không muốn, chưa được, chưa muốn, chưa có, chưa được đáp ứng thì rất là muốn. Nhưng mà được đáp ứng rồi, đi đâu hết. Mất cảm xúc, tụt liền. Ở rất nhiều trường hợp nó là vậy đấy bạn. Nó là vậy đây. Bạn cứ để đi, nó là vậy đây. Trong tất cả những cái cuộc chơi, cuộc vui của các bạn ấy, bạn đi đây đi kia, bạn chơi, ok, nó chỉ kéo dài được vài tiếng. Nhưng mà chơi xong, đi chơi xong, đi chơi về, bạn thấy nhiều khi bạn còn sợ cuộc chơi, chán ghét, còn thấy mệt mỏi, cảm thấy không thích một tí gì, chả đem lại cái gì. Rất là ngắn ngủi mà lại rất mệt mỏi, vừa tốn sức khỏe, tốn thời gian, tốn tiền bạc, về lại còn không vui. Bạn cứ để ý đi, nó là như vậy. Khi chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái điều đó còn gì nữa. Chứ có cái gì đâu. À thế mà cứ không có, chưa được đáp ứng thì cứ háo hức. Nhưng đáp ứng xong rồi lại, cuối cùng lại thế. Đói thì muốn ăn, ăn no rồi tự dưng lại chả bao giờ nghĩ đến thức ăn nữa. Thế bạn, bạn yêu đương cũng vậy thôi. Yêu đương thì chỉ phút đầu thì có cái gì đâu. Thời gian đầu thì nhớ đến nhau, nghĩ đến nhau, nghĩ đến nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt, thì nghĩ đến cái lời nói, giọng nói của nhau, đủ các kiểu những cái ấn tượng chỉ bắt đầu thôi.
nghĩ đến cái nắm tay nhau thế này thế nọ chỉ bắt đầu thôi chứ có cái gì. Cái đó nó qua. Bạn cứ đạt được đến cái trạng thái gì nó sẽ qua. Bạn khao khát bạn nắm tay người ta, khi bạn nắm tay ấy, ok, chỉ có bắt đầu thôi. Càng ngày nó càng nhạt. Nó biến mất mà, được đáp ứng mà biến mất. Đúng không? Rồi là cái nụ hôn đầu thì cũng nhớ đúng không? Nhưng mà xong nó lại biến mất. Bạn cứ nhớ đấy, biến mất. Sau đó bạn cứ đạt được cái gì, cứ đạt được cái gì là nó sẽ biến mất dần 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 dần. Đấy, nhiều khi nó là cái, mình nói nha, tất cả những cái được nó lại là cái trừ. Tất cả những cái được nó lại là cái phép trừ ở đó. Nó rất là cân bằng đấy, trông vậy thôi. Ừ, trông vậy thôi, mọi thứ nó rất là cân bằng. Bạn đừng có nghĩ bạn được cái gì. Bạn chả được cái gì, bạn chả mất cái gì. Ừ, nhiều khi nó lại là như vậy. Bạn tưởng bạn được, đâu có được đâu. Nói chung là mình nói là thế này, những cái người người ta nhiều phúc, người ta sẽ có cái trí tuệ, người ta sẽ nhìn ra những cái điểm như vậy, người ta thậm chí người ta nhìn ra nhiều cái điểm nó rất là kinh khủng, rất là rộng lớn. Người ta nhìn ra những cái điểm mà khiến cho người ta ấy không vui không sướng, người ta khiến cho người ta ấy, nói chung những cái gì mà nó liên quan đến những cái thứ mà nó làm cho người ta cảm thấy là mệt mỏi lắm, cảm thấy là khổ sở hay là cảm thấy bất hợp lý, người ta sẽ nhìn ra, người ta nhìn ra được những cái thứ như vậy. Đây là cái người có nhiều phúc. Chứ còn cái người mà cái phúc kém trông vậy thôi, người ta đâu có nhìn ra đâu, cứ như con thiêu thân thì lúc nào cũng thèm khát, lúc nào cũng mong muốn, lúc nào cũng thế này thế kia, lúc nào cũng mơ mơ tưởng tưởng, người ta đâu có nhìn ra đâu. Bạn cứ để ý đi, mọi thứ thì bạn cứ nhớ là thế này này, cứ cái gì được đáp ứng là cái đó trở thành bình thường. Cái ước mơ ấy đẹp ấy phải là cái gì? Cái ước mơ ấy mà đẹp ấy thì nó là cái mãi mãi là cái ước mơ mà không bao giờ bạn đạt được. Đấy là cái ước mơ đẹp. Bạn nhớ đấy. Đúng không? Chứ còn ước mơ mà đẹp thì bạn đạt được rồi, bạn thì lập tức bạn thì có cái ước mơ khác nó đẹp hơn. Ừ, xong bạn ấy đâu coi đấy là cái ước mơ đâu. Bạn cứ để ý đi, xưa giờ toàn là vậy còn gì nữa. Bạn để ý đi, ngày bé thì hồi bé thì ước mơ có cái xe đạp đẹp đi, ước mơ có cái điện thoại đẹp, cái điện có cái máy tính, máy tính cao cấp đúng không, có rồi, xong bây giờ có rồi lại thấy nó bình thường, không quá bình thường gì đó. Ước mơ cái gì? Có được những cái thứ đó bây giờ lại ước mơ đến xe máy, đến ô tô, xong thì nói chung là du thuyền các kiểu, cứ có được là bình thường, có được là bình thường. Ước mơ mà cứ đạt được chỉ là bình thường. Bao nhiêu cái cặp đôi yêu nhau, ước mơ là yêu được nhau xong rồi ước mơ lấy được nhau, về sống bên nhau. Thế cuối cùng là gì? Đấy, đạt được rồi đây. Còn ước mơ cái gì nữa? Rõ ràng là đạt được rồi đấy. Thế sống bên nhau là sống bên nhau bây giờ như thế nào rồi? Bạn thấy là người ta nói là cái gì? Hôn nhân thì là nấm mồ của tình yêu đấy, có gì nữa. Bạn cứ để đi. Ừ. Nó chỉ là thế thôi còn gì nữa. Đúng không? Cứ cái gì nhiều, cái gì thừa, cái gì mà được đáp ứng, cái gì mà không thấy thiếu, không thấy cần ý, thì không, cái đấy không giá trị.
càng ngày cái giá trị nó càng kém. Bạn hãy nhớ là như vậy. Thế nên trong cuộc sống có nhiều người, người ta không có tiền thì người ta cần tiền, rồi người ta lao như thiêu thân đi. Ừ, người ta cứ cho là tiền là quan trọng, thế là cứ bán hết cả thời gian, cả sức khỏe, bán cả lương tâm, cả đạo đức. Ừ, cứ nhắm mắt nhắm mũi, bất chấp để lao vào để kiếm tiền. Bạn thấy đấy, không cần biết làm cái gì thì làm, không cần biết, cứ kiếm tiền là kiếm tiền. Ừ, dẫm trên đầu trên cổ người khác cũng được, lừa đảo người khác cũng được, nhà mình thì xây to, nhà người khác thì coi như là ra đây ở thì cũng được, chẳng hạn là như vậy. Bất chấp để kiếm tiền, cuối cùng để làm gì? Để làm gì? Ok, có đấy, có chứ không phải là không có. Nhưng mình hỏi bạn, bạn đã bất chấp như vậy, rõ ràng là bạn làm, bây giờ mình nói bạn đã là bất chấp cái sức khỏe. Khi bạn có tiền rồi mà bạn không có sức khỏe thì bạn làm như thế nào? Khi có tiền mà không có sức khỏe, bạn bất chấp sức khỏe mà, lao tâm lao lực, đúng không? Bất chấp sức khỏe, bất chấp đạo đức, thì người khác người ta nhìn vào, người ta đánh giá, ông bạn bảo là ok, tôi có tiền là được, ai nhìn nào không quan trọng. Ok, thế sau này pháp luật thì làm sao? Thế có tiền có tiêu được đâu? Nói chung là tất cả những cái thứ bất chấp ấy thì đều là dở, đều là dở rồi còn gì nữa. Mình nói có nhiều người, mà kể cả mình nói bạn không làm gì sai trái, nhưng bạn ấy cứ tất cả bạn cứ bất chấp thời gian, sức khỏe, không lo cái gì đến bản thân, chỉ nghĩ đến tiền đấy, chỉ có lao vào để mà làm tiền, mà kiếm tiền đấy. Thì bạn cứ để ý, mình không nói bạn vi phạm pháp luật một cái gì nhá, nhưng bạn là cái người bạn không tôn trọng cái cơ thể, cái thân thể, cái sức khỏe của bạn, cái thời gian của bạn, thì bạn cũng sẽ thấy hối tiếc. Bạn sẽ thấy hối tiếc liền ý. Bạn nằm một chỗ, bạn cứ tưởng tượng bạn nằm trên cái đống tiền đi, xong rồi cái sức khỏe bạn kém đi, bạn có đi tiêu được đâu, đi tiêu được đâu. Thế để tưởng là nhiều tiền lại nhiều phúc. Phúc ở đâu ra? Có tiền mà không tiêu được thì phúc ở đâu ra? Quanh đi quẩn lại, cái cuộc đời nó được có vài chục năm, quanh đi quẩn lại, cái lao tâm lao lực, cái thời gian thì không có. Nhìn lại thì đã thấy già rồi, yếu rồi, cho đi ăn đi chơi đi làm cái gì đâu còn có cái hứng thú gì nữa đâu, mà thế mà lao vào rồi kiếm tiền. Mà cái khổ nỗi là cái não của con người chúng ta nó buồn cười lắm, cứ có một thì lại muốn có hai. Ừ, cứ có không bao giờ là ngừng, cứ phải có cứ phải tiến. Đây nó thế, quay đi quẩn lại nhìn, cuối cùng thời gian thì còn có một tẹo, sức khỏe kém, đúng không? Bạn thấy đi, bạn đấy đi, có phải là phí không? Cả cuộc đời cuối cùng cái đầu cứ chăm chăm tiền nong kiếm, thế bạn kiếm tiền mà bạn không tiêu tiền, bạn không có cái thời gian bạn hưởng thụ, bạn nghỉ ngơi, thì bạn kiếm tiền để làm cái gì? Kiếm tiền để làm cái gì? Kiếm tiền để đi chữa bệnh à? Hay là kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền để trong đi khắc hưởng à? Kiếm để làm cái gì như vậy? À, đúng không? Bạn để ý đúng không? Thế nên làm cái gì thì làm. Bạn cứ thấy là những cái người, người ta có nhiều phúc ấy, người ta cái gì người ta cũng khó nhá. Bởi vì người ta có cái trí tuệ, người ta có cái hiểu. Thế nên cái gì người ta cũng có. Người ta không quá. Không có cái gì người ta quá cả. Người ta luôn là những người, người ta có được cái cân bằng, có được cái nhìn nhận, có được cái cân bằng, có được cái hiểu biết.
kể cả cái cân bằng ở đây mình cũng đã nói rồi, kể cả người ta đối xử ứng xử với cái người này người kia ấy. Người ta tốt người ta cũng phải biết người ta tốt với ai, và những cái người chưa tốt người ta phải biết như thế nào, có cái giới hạn, có cái điểm dừng, có cái nguyên tắc của người ta, đúng không? Đấy là cái người có nhiều phúc đấy, còn gì nữa à? Và bạn cứ là cái người có nhiều phúc thì đương nhiên bạn sẽ là cái người có lộc. Các bạn nhớ đấy, cái lộc, cái may mắn ấy, nó sinh ra từ cái phúc. Chứ còn nếu như bạn là cái người, mình nói nhá, nếu như cái phúc của bạn nó kém ý, mà bạn có lộc ý, thì đấy là cái họa chứ không phải là cái lộc đâu. Bạn nhớ đấy, phúc kém mà tự dưng có lộc là họa. Nhưng mà nếu bạn là cái người có nhiều phúc mà chưa có lộc ý, thì bạn cứ yên tâm, cái phúc của bạn nó càng tăng lên. Cái lộc ở đây nó không những là tiền tài, không những là tiền bạc, mà đôi khi nó còn là cái gì? Nó còn là cái tinh thần. Tinh thần và vật chất mà. Vật chất không có thì lại là tinh thần lại đi lên, vấn đề gì đâu. Mà tinh thần đi lên thì sức khỏe đi lên, vấn đề gì đâu. Có tinh thần, có sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả, đúng không? Bạn để đi đúng không? Đó, thôi được rồi. Ừ. Nói chung là nếu như mà để mà chia sẻ về những cái vấn đề, những lĩnh vực này thì để mà nói ra thì nó sẽ rất là nhiều. Ừ. Để mà nói sâu ra thì lại càng nhiều nữa. Thì thôi, cái video của tôi hôm nay đến đây nó cũng dài rồi. Nó cũng dài rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn có sức khỏe. Và các bạn luôn là những cái người nhiều phúc lắm lộc. Thân ái chào tạm biệt.